Thưa quý vị, vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hải Dương tống đã quyết định khởi tố tạm giam bị can Đào Duy Tùng, 32 tuổi, quê xã Đức Chính, huyện Cẩm Giang, về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo khoản 1 điều 240 Bộ luật hình sự năm 2015. Tùng bị tạm giam 3 tháng để điều tra do bị can mới được điều trị khỏi bệnh vẫn trong thời gian cách ly theo dõi y tế 21 ngày cơ quan điều tra đã bố trí phòng tạm giam riêng biệt cho Tùng để đảm bảo quy định về phòng chống Covid-19. Cuối tháng 3, Tùng vượt biên sang Lào tìm cơ hội việc làm. Tối 22 tháng 4, nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam. Ngày 6 tháng 5, anh được xác định mắc Covid-19. Cơ quan điều tra cáo buộc sau khi về nước, Tùng di chuyển qua năm tỉnh thành, Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, tiếp xúc với nhiều người. Kết quả truy vết xác định bệnh nhân 3.051 khai báo quanh co khi lực lượng chức năng khai thác thông tin dịch tễ điều tra viên của phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương đã phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an thành phố hải dương cùng vào cuộc tôn mới chịu khai rõ lịch trình chiều ngày 13 tháng 5, công an đã khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm liên quan bệnh nhân 3051. Cơ quan công an xác định hành vi của bệnh nhân 3051 là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xâm phạm đến sự an toàn về tính mạng sức khỏe của cộng đồng cần phải xử lý nghiêm để trần đe <laughs>